Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Chia sẻ thêm cho bạn nào chưa biết thì đây là nơi anh chia sẻ những kiến thức của môn toán đến với các bạn nhằm giúp các bạn có thêm một nguồn tư liệu tham khảo trong việc học tập. Nội dung của kênh chủ yếu xoay quanh việc phân loại và giải các dạng bài tập. Thì đến với video lần này, anh sẽ dành tặng cho các bạn lớp 7. Chúng ta sẽ đến với bài 2, đó là cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. Đấy, thì sau khi học bài 1, ta đã tìm hiểu về số hữu tỉ là gì. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với bài 2. Thì đầu tiên, như thường lệ, chúng ta sẽ đến với phần lý thuyết. Đó là tóm tắt lý thuyết, đúng chưa nào? Rồi, ở phần đầu tiên, đó là cộng trừ hai số hữu tỉ và quy tắc chuyển vế. Thì quy tắc cộng trừ hai số hữu tỉ như sau. Mọi số hữu tỉ ta đều viết dưới dạng được A phần B và AB thuộc Z với B khác không. Đây là nhắc lại một khái niệm của số hữu tỉ thôi. Vậy thì để cộng trừ hai số hữu tỉ, ta viết chúng dưới dạng phân số, nhớ nha, viết chúng dưới dạng phân số rồi áp dụng quy tắc cộng trừ phân số. Cái quy tắc này thì các bạn đã được tìm hiểu từ lớp 4. Lớp 4 thực ra là ta cộng trừ những cái số hữu tỉ dương thôi, đúng chưa? Những cái phân số dương. Còn bây giờ có cả phân số âm nữa, được chưa nào? Rồi, vậy thì với x là bằng a phần m và y là bằng b phần m thì ta có x cộng y là bằng a phần m cộng b phần m. Thì khi mà nó cùng mẫu đúng không? Thì ta lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu. Đây, a cộng b và giữ nguyên mẫu là m. Còn với trừ cũng vậy. Tử trừ tử và giữ nguyên mẫu, được chưa? Rất đơn giản thôi, đúng không nào? Tiếp theo thì có một phần chú ý, tuy nhiên khi số hữu tỉ được viết dưới dạng ở số thập phân với hữu hạn chữ số 0 có phần thập phân thì ta có thể cộng trừ hai phân số đó theo quy tắc cộng trừ số thập phân. Ví dụ như số hữu tỉ 2 phần 5 đúng không? Đấy, là bằng 5 phần 2 đấy, thực ra là 5 phần 2 nhưng mà giờ viết dưới dạng 2,5 và cái số hữu tỉ là 7,5, được chưa? Viết dưới dạng là 15 phần 2 đấy. Thì bây giờ chúng ta có thể cộng trừ nó được dưới dạng số thập phân luôn. Đấy là 7,5 này trừ cho 2,5 thì nó bằng 5, đúng không? Hoặc là 7,5 cộng 2,5 thì nó bằng bằng 10, được không nào? Nhớ là nó phải có hữu hạn chữ số khác không ở phần thập phân. Hữu hạn tức là ở sau phần thập phân, tức là sau dấu phẩy này này, là có một chữ số 5 hoặc là 5,4, 5,2,54 hoặc 2,5 543 thì nó phải có hữu hạn chữ số thập phân. Chứ còn cái số 1/3 này là 0,33333. Nó 333 hoài luôn. Thì nó vô hạn thì đây là không được coi là ta sẽ không tính toán được theo dạng là cộng trừ số thập phân, nhớ nha. Trường hợp này là không được này, được chưa? Trường hợp đằng sau dấu phẩy ấy, nó có vô hạn số thì ta loại, ta không tính được theo cái quy tắc là cộng trừ số thập phân. Đó. Tiếp theo đến phần tính chất của phép cộng các số hữu tỉ thì giống như phép cộng các số nguyên, phép cộng các số hữu tỉ cũng có các tính chất là giao hoán, kết hợp, cộng với số 0 và nhân với số đối. Ta có thể chuyển phép trừ cho một số hữu tỉ thành phép cộng với số đối của số hữu tỉ đó. Anh lấy ví dụ 2 phần 5 trừ cho 3, 3 phần 4. Thì ta có thể viết được là 2 phần 5 cộng cho số đối của 3 phần 4 đúng không? Đây là ta đang trừ đi 3 phần 4 thì giờ ta cộng với số đối của nó, tức là cộng của trừ 3 phần 4, được chưa nào? Trừ 3 phần 4 là số đối của 3 phần 4. Rồi, quy tắc chuyển vế. Khi chuyển vế số hạng tử này sang vế kia, từ vế này sang vế kia, thì ta phải đổi dấu. Đấy, chuyển vế thì đổi dấu. Quy tắc này các bạn cũng đã được biết rồi. Phần 2, đó là nhân chia hai số hữu tỉ. Thì quy tắc nhân chia hai số hữu tỉ như sau. Thì người ta nhắc lại khái niệm này, là dạng phân số này, đúng chưa?
Vậy thì để nhân chia hai số hữu tỉ, ta viết chúng dưới dạng phân số rồi áp dụng những cái quy tắc nhân chia phân số như đã được học ở dưới lớp cấp 1. Thì ở phép nhân ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, phép chia là nhân nghịch đảo. Rồi, đơn giản vậy thôi. Và cũng có một cái lưu ý là nhân chia, quy tắc nhân chia số hữu tỉ dưới dạng số thập phân, được chưa nào? Phần 2.2 đó là tính chất của phép nhân các số hữu tỉ. Thì giống như phép nhân các số nguyên, phép nhân các số hữu tỉ cũng có các tính chất giao hoán kết hợp nhân với số 1, phân số, phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ. Giờ anh nhắc lại phép phân phối ha. Ví dụ A nhân cho B cộng C, thì ta nhân lần lượt A cho B và cộng cho A nhân C, A nhân B cộng cho A nhân C, được chưa nào? Rồi, ở đây ta có lưu ý như sau. Mọi số hữu tỉ A khác không đều có số nghịch đảo sao cho tích của nó với A bằng 1. Đây, ví dụ 1 phần 2 thì nghịch đảo của nó là 2 phần 1. Đó, nghịch đảo nha, đúng không? Nghịch đảo thì 1 phần 2 nhân với 2 phần 1 thì nó sẽ bằng, nó bằng 1. Đó, thì người ta ý người ta là như vậy này. Số nghịch đảo của số hữu tỉ 1 phần A là A. Nếu A phẩy B, nếu A và B là hai số hữu tỉ B khác không thì ta có A chia B thì cũng sẽ bằng A nhân cho 1 phần B, được chưa? Nghịch đảo đó, chia là nhân nghịch đảo, mà nghịch đảo của B là 1 phần B, được chưa nào? Rồi thì những cái quy tắc anh nghĩ khá là đơn giản thôi. Đấy, chúng ta bước vào thực hành bài tập đó, để các bạn có thể hiểu rõ hơn những cái quy tắc đó. Bây giờ ta sẽ bước vào cái bài 1 so sánh. Thì đầu tiên ta cứ tính đúng không? Trừ 0,75 thì nó sẽ bằng gì? Trừ 75 phần, ở đằng sau có hai dấu phẩy là phần 100, đúng không? Và ta rút gọn hai vế cho 25 đấy, cả tử và mẫu cho 25, ta được trừ 3/4 này. Tiếp theo ta tính toán cái vế bên này, trừ 1/4 cộng cho trừ 1/2, thì ở đây ta cộng hai cái phân số này lại bằng cách quy đồng. Mẫu chung bây giờ là 4, vậy ta nhân cả tử và mẫu cái phân số này cho 2 nè. Trừ 1 nhân 2 là trừ 2, còn 2 nhân 2 là 4. Vậy thì ta cũng sẽ được là trừ 3, tử cộng tử đúng không? Trừ 1 cộng trừ 2 là trừ 3, đúng chưa? Trừ 3/4. Vậy hai cái phân số này nó đều bằng trừ 3/4. Vậy ta kết luận gì? Vậy trừ 0,75 sẽ bằng trừ 1/4 cộng cho trừ 1/2. Được chưa? Đó, các bạn phải giải ra từng số như vậy ha. Tiếp theo, trừ 2/3 thì không có gì để bàn rồi này. Bây giờ ta giải cái vế bên này là trừ 3/4 cộng cho trừ 5/4. Vậy ta lấy tử cộng tử, vậy lúc này nó cùng mẫu rồi, vậy là nó phần 4 này. Trừ 5 cộng 3 là còn trừ 2, đúng không? Và nó bằng trừ 2 lúc này á, thì là trừ 2/4 là bằng, ta rút gọn cho 2 là trừ 1/2. Đó. Vậy sau khi cái này ta tính ra là được trừ 1/2 này, còn cái này là trừ 2/3. Thì để so sánh ta phải quy đồng hai số này lên là trừ 2/3 và trừ 1/2. Thì ta quy đồng cái mẫu chung là, mẫu chung là gì nào? Mẫu chung là 6 đúng không? À, vậy bên này nó thiếu, nó nhân cho 2, nhân cả tử và mẫu cho 2, tức là trừ 2 nhân 2 chia cho 3 nhân 2, và trừ 1 nhân 3 nhân cho 2 nhân 3 nhân cả tử và mẫu cho 3. Vậy thì ta được là trừ 4/6 và trừ 3/6. Thì bây giờ ta lại so sánh tiếp. Mẫu chung thì giống nhau rồi. Bây giờ tử nhỏ hơn đúng không? Tử nhỏ hơn thì nó sẽ... xin lỗi các bạn. Tử lớn hơn thì mẫu, thì cái phân số đó lớn hơn. Vậy ta có là, ta có là trừ 3 đúng không? Lớn hơn trừ 4, được chưa nào?
nên suy ra là trừ 3 phần 6 nhân cho một số dương đó là nhân 1 phần 6 sẽ lớn hơn trừ 4 phần 6. Được chưa? Cái mẫu này nó giống nhau rồi. Đấy, thì ta so sánh tử với nhau thôi. Tử nào lớn hơn thì cái mẫu đó, thì cái phân số đó sẽ lớn hơn. Ở đây ta có tử là trừ 3 lớn hơn trừ 4 này. Thì cái phân số trừ 3 phần 6 nó sẽ lớn hơn trừ 4 phần 6. Được chưa? Rồi, tiếp theo ta chuyển qua câu C nhé. Rồi, anh xin phép được xóa những cái phần cái bài trước đi. Rồi, bây giờ anh quay lại câu C. Trừ 33 phần 55 thì ta rút gọn cho 11 ha. Trừ với trừ là thành dương rồi nè. Hai dấu trừ chia nhau là dương. Anh rút gọn cho 11. Vậy trừ 33 phần trừ 55 trừ cho 1 thì sẽ bằng gì nè? Đây, rút gọn cho 11 là 3 phần 5. Được chưa? Rút gọn cho 11, hai dấu trừ này chia tiêu nhau rồi. Và trừ cho 1. Và ta tính ra được là ta quy đồng lên trừ 5 phần 5. 1 là quy đồng cho 5 đúng không? Mẫu chung là 5. Vậy ta được là trừ 2 phần, trừ 2 phần 5. Đó là cái số đầu tiên. Rồi cái số tiếp theo là 24 phần gì? 24 phần trừ 60. Rồi, 24 phần trừ 60. Vậy anh chuyển lên là trừ 24 phần 60, đúng chưa? Vậy anh sẽ rút gọn, được chưa nào? Đi rút gọn. Ở đây anh có thể anh chọn rút gọn cho 6 cũng được, đúng không? Rút gọn cho 6 hoặc là số nào tối giản hơn là 12 ha. Rút gọn cho 12, vậy là trừ 24, rút gọn cho 12. Cả tử và mẫu chia 12, 24 chia 12 là còn trừ 2 nè. 60 chia 12 là còn 5. À, vậy thì sau khi rút gọn, hai cái phân số này nó đều bằng trừ 2 phần 5. Vậy thì ta kết luận gì? Vậy trừ 33 phần trừ 55, ta ghi lại cái đề ban đầu nó yêu cầu mình so sánh á. Trừ 1 sẽ bằng 24 phần trừ 60. Được chưa? Sau khi rút gọn, ta thấy hai phân số cuối cùng nó bằng nhau rồi. Tối giản á, nó bằng nhau thì ta kết luận hai phân số ban đầu nó bằng nhau. Hai cái số ban đầu bằng nhau. Rồi, tiếp theo anh sẽ làm câu D. Ở câu D á, chúng ta sẽ so sánh với một cái con số. Đấy, và sử dụng cái phương pháp bắc cầu, được không? Thì ở đây nè, anh có 2017 phần 2018. Thì các bạn thấy tử nhỏ hơn mẫu đúng chưa? Tử nhỏ hơn mẫu thì phân số này nó sẽ nhỏ hơn số 1, đúng không? Nó nhỏ hơn 1. 1 tức là 2018 phần 2018, đúng không? Nè, mà 2018 chắc chắn lớn hơn 2017, hai cái mẫu giống nhau, được chưa? Đó, tức là nó nhỏ hơn 1. Tiếp theo, ta lại có gì? 14 phần 13, nó lớn hơn 1, đúng không? Vì sao? À, xin lỗi các bạn, đây là lớn hơn 1 nhé. Lớn hơn 1, vì 1 là 13 phần 13. Đấy, mà 14 lớn hơn 13, thì chắc chắn 14 phần 13 lớn hơn 13 phần 13 rồi. Rồi một số lớn hơn 1 nè, còn số này bé hơn 1, thì chắc chắn suy ra được là gì? Cái số 14 phần 13 đấy, nó lớn hơn cái số 2017 phần 2018. Được chưa? Rồi tiếp theo, ta chuyển qua câu F nhé. Rồi bây giờ ta chuyển qua câu F nào. Ở câu F, ta làm như sau. Ta đưa về dạng phân số trước đúng không? Trừ 2, 1 phần 5 thì ta đưa được là trừ của cái hỗn số 2, 1 phần 5 tức là 11 phần 5. Được chưa? Là bằng trừ 11 phần 5. Rồi còn đến
cái y này ta rút gọn đúng không? Là 100 trừ 110 phần 50, anh đưa dấu trừ lên trên. Vậy ta rút gọn cho 10, ta rút gọn hai vế cho cả tử và mẫu cho 10, tức là trừ 11 phần phần 5. Đấy thì ta thấy hai cái phân số này, cái phân số tối giản cuối cùng nó bằng nhau, vậy ta kết luận vậy. Cái hỗn số trừ 2 1 phần 5 sẽ bằng cái phân số 110 phần trừ 50. Được chưa? Rồi bây giờ ta chuyển qua bài số 2. Đó là so cho hai cái biểu thức. Cho hai biểu thức đây. Và người ta bảo so sánh A và B. Tức là ta tính cái biểu thức A ra đúng không? Rồi, biểu thức A là bằng gì? 0,25 nhân cho 7 cộng cho 0,25 bình phương. Đấy. Và nhân cho 0,4 nhân 5 bình phương trừ cho 2 phần 5. Vậy thì ta có gì nào? 0,25 tức là bằng 25 phần 100. Đó, anh cứ làm từ từ thôi. Nhân cho 7. Cộng cho 0,25. Tất cả bình là 25 phần 100. Tất cả bình. Đó, rồi nhân cho 0,4 tức là 4 phần 10. Nhân cho 5 bình phương trừ cho 2 phần 5. Đó, cứ làm từ từ nha các bạn. Tiếp theo, 25 phần 100 thì anh rút gọn cả tử và mẫu cho 25. Thì ta được là 1 phần 4 nhân cho 7. Cộng cho 25 phần 100 thì cũng là bằng 1 phần 4 tất cả bình. Được chưa? Và nhân cho gì? 4 phần 10 á, thì anh chia cả tử và mẫu cho 2 đúng không? Thì anh được 2 phần 5. Và cái 5 này là 5 bình phương là 25 trừ cho 2, 2 phần 5. Rồi. Vậy kết quả ta được là gì? 1 phần 4 nhân 7 là 7 phần 4 này. Cộng cho 1 phần 4, 1 phần 4 tất cả bình là bằng 1 bình phương đúng không? Chia cho 4 bình phương, 4 bình phương là 16, ghi ra luôn. Còn cái này là 1 bình phương là 1 nhé. Nhân cho gì? 2 phần 5, nhân cho 25 thì ta rút gọn 25 chia 5 đây nè. Được chưa? 25 chia cho 5 thì ta được là gì? 2 nhân cho 5. Đấy. Còn cái 5 này rút gọn là 1 rồi. Trừ cho 2 phần 5. Và ta sẽ được gì nào? 7 phần 4 cộng cho 1 phần 16. Ta quy đồng đúng không? Anh quy đồng cho 4. Lấy 7 x 4 này. Mẫu chung là 16. 4 x 4 là 16. Cộng cho 1 phần 16. Đó, anh trình bày rất kỹ nha các bạn. Đó, đây là 10 trừ cho 2 phần 5. Ta cũng sẽ quy đồng lên thôi. Được không nào? Vậy là bằng gì? 7 x 4 là 28, 28 cộng 1, tử cộng tử. Tử cộng tử, 28 cộng 1 là bằng 29. Nhân cho gì? 10 trừ cho 2 phần 5, ta quy đồng. Ta nhân cả tử và mẫu cho 5 đúng không? Đó, thì 50 trừ cho 2 là 48. 48 phần 5. Được chưa nào? Và ta lấy tử nhân tử đúng không? Tử nhân tử, mẫu nhân mẫu nhân mẫu, thì kết quả cuối cùng ta sẽ được là gì? Đó, ta sẽ được là ở đây các bạn rút gọn 48 và 16 cho 4 đấy nhé. À, cho 16 được chưa? Ở đây anh ra kết quả luôn ha, đó là 87 phần 5. Đó, đó là chỉ là một cái phân số A thôi đó. Ta mới tính được cái A thôi. Được chưa? Bây giờ ta chuyển qua tính cái B nè. Tính cái B. Anh tính ở trên này ha. Đó, một bài nó rất là dài đó. Thì đòi hỏi các bạn phải làm việc nghiêm túc thì mới có thể hiểu bài được. Ở đây anh tính cái giá trị của cái biểu thức B. B sẽ bằng gì? 2 phần 89 trừ cho 3 phần 178. Và nhân cho 89, 89 phần 17 cộng cho 33 phần 34. Thì các bạn thấy này, ta tính trong ngoặc trước rồi mới đến phép nhân, sau đó mình mới đến phép cộng cuối cùng.
Thì các bạn thấy cái mẫu chung là 178 đúng không? 89 nhân 2 là 178 á. Thì ta nhân cả tử và mẫu cho 2. Được chưa? Trừ cho 3 nhân cho 178 nhân cho 89 phần 17 cộng 33 phần 34. Thì cái mẫu chung bây giờ là 178 là bằng 89 nhân 2 ha. Anh ghi 89 nhân 2. 2 nhân 2 là 4. 4 trừ 3 lúc này ta lấy tử trừ tử đấy. Là bằng 1 phần 89 nhân 2 nhân cho 89 phần 17. Thì 89 với 89 ta rút gọn được nè. Đúng không? Vậy là còn 1 phần 2 nhân cho 1 phần 17. Đúng không? Nhân cho 1 phần 17 là bằng 1 phần 2 nhân 17 là 34. Cộng cho 1 phần, cộng cho 33 phần 34. Thì 1 cộng 33 là 34. 34 phần 34 lúc này nó bằng 1. Vậy đáp án cái phân số B là bằng 1. Được chưa? Rồi, cái biểu thức B là bằng 1. Còn biểu thức A là bằng 87 phần 5. Chắc chắn nó lớn hơn 1 rồi. Đúng không? 87 phần 5 chắc chắn nó lớn hơn 1 rồi. Vậy ta kết luận là gì? Vậy, biểu thức A sẽ lớn hơn biểu thức B. Được chưa? Để so sánh được một câu thì các bạn phải trải qua những cái bước như vậy đấy. Rồi bây giờ anh chuyển qua bài số 3. Thì bài số 3 các bạn cũng tính toán tương tự thôi. Được chưa nào? Ở đây thì các bạn phải đặt nhân tử chung ở cái biểu thức m này nè. Anh làm câu A ha. Ở đây thì nó cho sẵn n rồi nên là chúng ta đỡ phải làm. Rồi ở đây anh sẽ so sánh, anh sẽ đặt nhân tử chung như sau. Cộng 14 phần 27, 14 tức là bằng 2 nhân 7. 27 là bằng 3 nhân 7. Được chưa? 3 nhân 9 xin lỗi các bạn. Cộng cho 21 là bằng 3 nhân 7. Cộng cho 36 là bằng 4 nhân 9. Chia cho 21 nhân 27 cộng cho 42 thì bằng 2 nhân 21 đúng không? 42 bằng 2 nhân 21 nhân cho 81 thì là bằng bằng 3 nhân cho 3 nhân cho 27. 27 bằng 3 nhân 81 đấy. À xin lỗi các bạn, 81 là bằng 3 nhân 27. Cộng cho 63 thì là bằng 3 nhân 27 à nhân 21, 3 nhân 21 bằng 63. Nhân cho gì? 4 nhân cho 27 là bằng 108. 108 thì anh tách ra được là 4 nhân 27. Nhớ nha, đây là những cái mẹo phải làm vào đấy. Tiếp theo, anh đặt nhân tử chung thì các bạn thấy nhân tử chung là 7 nhân 9 này. Ở đây có 7 nhân cho 9 này. Có phép có tính giao hoán đúng không? À, 2 nhân 7 nhân 3 nhân 9 thì bằng 2 nhân 3 nhân 7 nhân 9. Phép nhân có tính giao hoán. Ở đây là 3 nhân 4 nhân 7 nhân 9. Thì các bạn thấy nhân tử chung nó là 7 nhân 9. Đặt 7 nhân 9 ra ngoài ta có được là 1 đúng không? 7 nhân 9 là chỉ còn 1 thôi. Cộng cái gì? Ở đây là còn 2 nhân 3. Cộng cho cái gì? 3 nhân 4. Đó. Và chia cho ở đây 21 này. Có 21 là 21 nhân 27 là nhân tử chung này. Vậy ta cũng sẽ được là 21 nhân 27. Ở đây là 1 đúng không? Đặt 21 nhân 27 ra ngoài là còn 1. Cộng cho gì? 2 nhân 3 cộng cho 3 nhân 4. Thì các bạn thấy hai cái cục này nó giống nhau này, thì ta rút gọn, được chưa? Và ta chỉ còn 7 nhân 9. 7 nhân 9, đúng chưa? Là nhân 3 nhân 3, 9 là bằng 3 nhân 3. 7 nhân 3, 21 là bằng 7 nhân 3. 27 là bằng 3 nhân cho 9. Được chưa? Vậy ta rút gọn nè. Đây, những cái phần này giống nhau này, 7 nhân 3 nhân 3, 7 nhân 3 nhân 3. Vậy ta còn 1/9. Đó, 1/9 và ta so sánh với cái m ta tính ra được 1/9 và ta so sánh với 27 phần gì? 27 phần à 37 phần 333. Thì cái n này á các bạn rút gọn chia cho 27 à, chia cả hai vế cho 37 nha.
thì ta sẽ có được là 37 chia 37 và 333 chia 37 thì nó sẽ được là cũng là bằng 1/9. Vậy ta kết luận vậy m bằng bằng n, được chưa? Đấy, một bài toán nó không khó đâu, nó chỉ dài xíu thôi. Các bạn nhớ trình bày là những cái ý tưởng này. Bây giờ anh sẽ chuyển qua cái bài tiếp theo. Đó là ý B, bài 3. Đấy, khá dài đấy đúng không nào? Rồi bây giờ anh qua ý B bài 3 ha. Ở đây anh lỡ xóa mất cái ý B rồi. Rồi, ý B ta so sánh cái phân số A, cái biểu thức A và biểu thức B. Thì chúng ta sẽ so sánh như sau này. Biểu thức A là 19/41 đúng không? Cộng cho 23/53 cộng cho 29/61 thì nó sẽ nhỏ hơn cái gì? 19/38 đúng không? Nhỏ hơn 19/38 cộng cho cái gì? 23/46 đúng không nào? Và cộng cho 29/58. Tại sao lại có những cái phân số này? Thì á, người ta đưa về những cái phân số như vậy á để một hồi tính toán đó, sau khi mà cộng trừ lại. Đây này, 19/38 là 1/2, cộng cho 23/46 là 1/2, cộng cho 29/58 cũng là bằng 1/2. Vậy đáp án nó là bằng 3/2. Thì cái phân số này nhỏ hơn cái phân số 3/2. Tức là đang so sánh với một số đấy các bạn. Được không? Đang so sánh cùng một số. Rồi còn cái phân số B thì sao? B nó là 21/41 cộng cho 23/45 cộng cho 33/65. Thì các bạn để ý nha, nó sẽ lớn hơn. Đúng không? Nó sẽ lớn hơn 21/42. Đấy, vì 21/41 lớn hơn 21/42. Đúng chưa? Tại vì mẫu càng nhỏ, tử bằng nhau, mẫu nào nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn. Nó ngược lại với tử ha. Khi hai mẫu bằng nhau, tử nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Còn đây là hai cái tử bằng nhau này. Thì mẫu nào nhỏ hơn thì phân số đó mới lớn hơn. Được chưa? Cộng cho 23/46. Đấy, nó cũng tương tự, 23 với 23 nó bằng nhau. Còn 45/46 thì cái mẫu số nào nhỏ hơn là 45 đúng không? Nó nhỏ hơn 46 thì chắc chắn phân số này nó lớn hơn. Được chưa? Phân số 23/45 nó lớn hơn 23/46. Cộng cho cái gì? 33/66. Đúng chưa nào? Đó, cũng cùng là tử số 33 nhưng mà mẫu số của 65/60 65 lớn hơn 66 nhỏ hơn 66 thì cái phân số 33/65 sẽ nhỏ hơn phân số 33/66, được chưa? Rồi vậy thì á, những cái số như thế này đấy, nó cộng với những cái số lần lượt như vậy, được không? Rồi vậy thì cái phân số cái B đúng không? Đây là B này. Thì nó sẽ lớn hơn gì? Nó lớn hơn 2/3. Đấy, A bé hơn 2/3. B lại lớn hơn 2/3. Vậy theo cái quy tắc gì? Quy tắc bắc cầu đấy, đúng không? Thì A sẽ phải bé hơn B, được chưa? B lớn hơn một số. Đó, một số A là 2/3 đây. A cũng bé, A thì lại bé hơn cái số đó. Thì chắc chắn A sẽ bé hơn B, được chưa nào? Đó, đó là cách ta so sánh với cùng một số. Các bạn nhớ nhé. Tiếp theo, anh chuyển qua bài số 4. Đó là chứng minh rằng M bé hơn 1. Thì M đây, M là gồm những
cái phân số này, được chưa? 1 phần 2 bình phương này cộng 1 phần 3 bình phương đó, cho đến 1 phần 209 bình phương. Thì 1 phần 2 bình phương, đúng chưa? Thì chắc chắn nó sẽ bé hơn là 1 phần 2, 1 nhân 2, đúng không? Bé hơn 1 nhân 2. Đấy, cộng cho 1 phần 2 nhân 2 nhân 3, đúng không nào? Đấy, đây là 3 nhân 3, còn đây là 2 nhân 2. Thì chắc chắn cái mẫu này này, cái mẫu, cái tử thì nó đều giống nhau là số 1. Nhưng mà cái mẫu bây giờ, cái mẫu nào càng nhỏ thì cái mẫu đó càng, thì cái phân số đó càng càng lớn, đúng không? Thì 2 nhân 3 chắc chắn nhỏ hơn 3 nhân 2, à 3 nhân 3. Thì cái phân số 1 phần 2 nhân 3 lớn hơn phân số 1 phần 3 nhân 3, được chưa? Và cộng cho 1 phần 3 nhân 4. Đấy, cứ như vậy. Cộng cho đến là 1 phần 2008 nhân cho 2009, được chưa? Đó, cả cái m nó sẽ bé hơn cái phân số, à cái tổng này, được chưa nào? Rồi, vậy thì mà cái tổng này á, anh tính ra được 1 phần 2 á, 1 phần 1 nhân 2 sẽ bằng 1, 1 phần 1 trừ cho 1 phần 2, 1 phần 2 nhân 3 sẽ bằng 1 phần 2 trừ cho 1 phần 3. Không tin các bạn cứ thử tính nhé. 1 phần 2 thì có phải bằng 1 trừ 1 phần 2 không? 1 phần 6 thì bằng 1 phần 2 trừ cho 1 phần 3, quy đồng lên là 3 phần 6 trừ cho 2 phần 6 là bằng 1 phần 6. Đúng chưa? Nó đúng bằng cái này. Đấy, và cứ như vậy. Đây ta có 1 phần 1 này trừ cho 1 phần 2 và lại cộng cho 1 phần 2 trừ cho 1 phần 3. Đấy, và cứ như vậy. Ta cộng cho 1 phần 2008 trừ cho 1 phần 2009, được chưa? Và nó sẽ rút gọn đi cho nhau này. Đó, nó rút gọn từng cặp cho nhau. Ở đây là 1 phần 3 trừ cho 1 phần 4, đúng không? Và cứ cộng như vậy thì nó cứ rút gọn từng cặp này cho nhau. Nó rút gọn cho đến 1 phần 2008 và chỉ còn hai cái số đầu và số cuối này thôi, là 1 trừ cho 1 phần 2009, được chưa? Thì chắc chắn cái số này nó nhỏ hơn 1 rồi, đúng không? 1 mà trừ đi cho một số thì chắc chắn nó nhỏ hơn số 1, mà m lại nhỏ hơn cả cái cụm này nữa, đúng không? M nhỏ hơn 1 trừ cho 1 phần 2009, mà 1 phần 2009 á, 1 trừ cho 1 phần 2009 lại nhỏ hơn 1. Vậy suy ra m sẽ nhỏ hơn 1, được chưa nào? Đó là cách làm của chúng ta. Tiếp theo ta đến với bài 5, cũng là bài so sánh. Thì ở bài này ta làm như sau. Ta sẽ nhân 3 vào, đúng không? Ở ý A, đầu tiên anh nhân 3 vào hai vế, đúng chưa nào? Đặt 2 ra ngoài đi, nhân 3 vào đây. 3 phần 60 nhân 63 này cộng cho 2 phần 63 nhân 66, và cứ cộng như vậy. À, đây là 3 rồi nhé, ta đổi thành phần 3 hết. 3 phần của 117 nhân cho 120 cộng cho 3 phần 2011. Đây là biểu thức A, được chưa nào? Rồi, vậy thì ta sẽ có được cái gì nào? Ta cũng tách ra giống như cái bài bên trên, đúng không? 2 nhân cho 3 phần 60 á, trừ cho 3 phần 63. Đấy, tách ra thì nó được như thế này, được không nào? Rồi lại cộng 3 phần 63 trừ cho 3 phần 66. Tiếp theo, đó, cứ như vậy nó sẽ tiến tới gì? 3 phần 117 trừ 3 phần 120
Đó. Và cộng cho 3 phần 2011. Rồi, vậy thì nó cứ rút gọn từng cặp đi cho nhau, được không? Nó rút gọn. Nó sẽ còn cái số đầu và số cuối của cái chuỗi này. Được chưa? Vậy ta sẽ được 2 phần 3 phần 60 này. Trừ cho gì nào? Trừ cho... Rồi thì ở đây á, cái cụm này này. Đó, khi mà các bạn tách ra được vậy đúng không? Thì nó phải nhân 3 vào nữa. Thì nó mới ra cái giá trị là 3 phần 60 trừ cho 3 phần 63. À, 3 phần của... Đây nhá, 3 phần của 60 nhân cho 63 thì sẽ bằng 3 lần 60 trừ cho 3 lần 63. Đấy, và tất cả nhân 3 ở ngoài. Đấy, thì các bạn cứ thử nhé. Thì đây ta cứ nhân 3. Mỗi cụm nhân 3 như vậy thì anh đặt 3 ra ngoài luôn. Được chưa? Và cuối cùng á, anh sẽ còn là trừ 3 phần 120 này. Cộng cho 3 phần 2011. Được chưa? Và ta sẽ được là gì? Đặt hết 3 ra ngoài cái nữa là 2 nhân 9 đúng không? Là 18 đấy. 18 nhân cho 1 phần 120 cộng cho 1 phần 2011. Được chưa nào? Rồi. Tiếp theo ta làm biểu thức B. Thì anh thấy câu này cũng khá là dài đối với các bạn, đúng không? Khá là một câu nâng cao rồi. Nên có thể câu này ta dừng tại đây ha. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Câu B các bạn cũng phân tích ra. Đấy. B thì nhân cả hai vế cho 4 nhé các em. Rồi, vậy thì anh xin phép dừng video tại đây. Tại vì anh thấy video cũng khá là dài. Và nội dung câu số 5 thì anh thấy nó là thuộc dạng nâng cao rồi. Nên có thể nó sẽ không phù hợp với các bạn. Được chưa? Và nếu thấy nội dung này là hữu ích thì các bạn hãy like, share cho bạn bè của mình cùng biết. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Xin chào và hẹn gặp lại.